Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em cùng quay trở lại với chương trình bộ môn lịch sử. Các em thân mến, ở bài hôm trước các em đã được tìm hiểu về cách mạng tư sản Hà Lan, cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Rồi sau đó chúng ta tìm hiểu về cách mạng tư sản Anh. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu ba cuộc cách mạng tư sản. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một cuộc cách mạng tiếp theo. Và chúng ta xem thử cuộc cách mạng này thì nó có cái điểm gì khác so với những cuộc cách mạng trước mà chúng ta đã học. Và nó có điểm gì nổi bật. Thì để tìm hiểu rõ, chúng ta đi vào nội dung của bài học. Đó là chúng ta đi vào tiết 3, bài 2, cách mạng tư sản Pháp từ năm 1789 đến năm 1794. Cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18 có những điểm giống và khác với các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên và nó có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của lịch sử. Vậy thì để tìm hiểu rõ cuộc cách mạng tư sản Pháp này như thế nào và vì sao nó là cuộc cách mạng đầu tiên có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của lịch sử, cô và các em cùng tìm hiểu nội dung của bài học. Thì bài học này gồm có những nội dung sau. Một là mạng nước Pháp trước cách mạng. Phần này có 3 nội dung nhỏ. Hai là mạng cách mạng bùng nổ. Phần này có 2 nội dung nhỏ. Và phần 3 là mạng sự phát triển của cách mạng. Phần 3 là mạng này có 3 nội dung nhỏ tương ứng với 3 giai đoạn của cách mạng tư sản Pháp. Như vậy sau bài học này, các em hãy nắm được tình hình Pháp trước khi cách mạng bùng nổ về kinh tế, chính trị, xã hội và đặc biệt là đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Cái thứ hai đó là cái phần 2 la mã và 3 la mã là chúng ta lập cái bảng niên biểu về sự phát triển của cách mạng tư sản Pháp từ năm 1789 đến năm 1794. Bây giờ cô và các em cùng đi vào nội dung cụ thể sau đây. Một la mã nước Pháp trước cách mạng. Ta vào nội dung đầu tiên, đó là tình hình kinh tế. Các em dở sách giáo khoa trang 10 và trả lời cho cô câu hỏi là trong thời kỳ này thì kinh tế của nước Pháp trước cách mạng như thế nào? Chẳng hạn như về lĩnh vực nông nghiệp, về lĩnh vực công thương nghiệp, về lĩnh vực thuế má, vân vân. Các em hãy dựa vào sách 10, trang 10 để chúng ta tìm hiểu nhé. Như vậy về nông nghiệp, công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ lạc hậu, chủ yếu là dùng cày và cuốc, cho nên năng suất rất là thấp. Và trước tình hình này thì không những thế, ruộng đất của nước Pháp còn bị bỏ hoang nhiều và nạn mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra. Như vậy phần này các em lưu ý, đó là nông nghiệp của nước Pháp trước khi cách mạng nổ ra, đó là lạc hậu, công cụ canh tác thô sơ và năng suất thấp. Trong khi đó, công thương nghiệp thì đã phát triển, máy móc được sử dụng trong sản xuất, nhiều trung tâm dệt luyện kim ra đời, các hải cảng lớn như là Marseille, Bordeaux, vân vân, tấp nập tàu buôn ra vào chở hàng xuất khẩu như là những cái mặt hàng như là rượu vang, vải vóc, quần áo, đồ thủy tinh, vân vân, đến nhiều nước và nhập máy móc đường, cà phê từ châu Âu, châu Mỹ. Như vậy những cái biểu hiện đó chứng tỏ sự phát triển của công thương nghiệp theo con đường phát triển, theo con đường tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, chế độ phong kiến đã tìm mọi cách để cản trở sự phát triển của công thương nghiệp, đã đặt ra rất là nhiều những cái quy định khắc khe và nặng nề, chẳng hạn như là thuế mã nặng, rồi là không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất, sức mua của dân nghèo rất là hạn chế. Cho nên có thể nói là kinh tế của nước Pháp trước cách mạng có hai cái đặc điểm hoàn toàn khác nhau. Trong khi nông nghiệp thì rất là lạc hậu, thô sơ, năng suất thấp, thì công thương nghiệp đang trên đà phát triển. Nhưng trước tình hình này thì lại bị chế độ phong kiến tìm mọi cách cản trở và kìm hãm. Đặc biệt như nông dân, cô giới thiệu cho các em đây là nông dân trước cách mạng năm 1789 trong cái việc mà làm thuê cho các tầng lớp. Ví dụ như các em thấy nhìn vào cái mảng màu vàng
Đây là cái phần nông dân làm và sau đó phải nộp thuế cho nhà nước phong kiến. Riêng nông dân là phải nộp thuế cho nhà nước phong kiến lên tới 50%. Phần nhiều thứ hai nữa, đó là 25% là nông dân phải nộp cho lãnh chúa. Tiếp theo, 10% là nông dân phải nộp cho nhà thờ. Như vậy cả em còn lại 3 phần này là đã mất hết bao nhiêu phần trăm? Mất hết 85%. Như vậy, người nông dân chỉ còn lại được bao nhiêu? Người nông dân chỉ còn lại được 15%. Như vậy qua cái sơ đồ này thì cô đã cho các em thấy rõ về cuộc sống của nông dân Pháp trước cách mạng, có thể nói là hết sức khổ cực. Và điều khổ cực này được thể hiện như thế nào? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 2 nhỏ. Tình hình chính trị xã hội. Bây giờ các em theo dõi ở sách giáo khoa trang 10 kết hợp với hình 5 ở trong sách giáo khoa. Em hãy cho cô biết là tình hình chính trị của nước Pháp trước cách mạng. Pháp là một nước theo thể chế gì? Có thể nói là về chính trị, thể chế của nước Pháp vẫn là một nước quân chủ chuyên chế. Quân chủ chuyên chế thì như các em đều được học rồi, đó là vua đứng đầu nhà nước và nắm hết tất cả mọi quyền hành thì được gọi là nhà nước quân chủ chuyên chế. Và nhà nước này do vua Louis XVI đứng đầu. Về tình hình xã hội thì các em nhìn vào hình 5 ở trong sách giáo khoa, chúng ta thấy là có mấy đẳng cấp. Rõ ràng nhìn vào hình 5 chúng ta thấy là có mấy người, tất cả là 3 người. Và 3 người đó tương ứng với 3 tầng lớp, đó là tầng lớp tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3. Như vậy tầng lớp tăng lữ, quý tộc thì có những quyền hành gì và đẳng cấp thứ 3 thì có quyền hành gì? Thì cô và các em sẽ theo dõi cái hình 5 để chúng ta phân tích về tình hình xã hội của nước Pháp trước khi cách mạng nổ ra. Đây chính là hình ảnh ở trong sách giáo khoa, các em cũng có hình 5, hình tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng. Vậy thì các em thấy là ở cái bức tranh này, người họa sĩ muốn thể hiện điều gì? Trong cái hình này chúng ta thấy có tới 3 con người, một người đang còng trên lưng hai người. Người ngồi trước đó ta là tầng lớp tăng lữ. Người ngồi sau đó chính là tầng lớp quý tộc. Chúng ta phân biệt được qua cái cách là mũ đội đầu của tầng lớp quý tộc và trang phục của tầng lớp tăng lữ. Còn lại người phải còng trên lưng hai người này đó chính là nông dân. Như vậy thì quan sát cái hình ảnh này, người họa sĩ muốn thể hiện đó là thể hiện về tình cảnh của nông dân Pháp trước khi cách mạng bùng nổ. Tình cảnh của họ có nghĩa ở đây có nghĩa là gì? Tức là họ phải còng trên lưng hai người, hay nói cách khác là người nông dân chịu một cổ hai tròng. Họ vừa bị tầng lớp tăng lữ bóc lột, nhưng đồng thời họ cũng bị tầng lớp quý tộc bóc lột. Thứ hai nữa là ở phía dưới chân của người nông dân này, các em thấy đó là chim chóc này, mèo này, chuột vân vân. Đây là những cái con vật mà nó phá hoại mùa màng. Như vậy cái bức tranh này nó báo quát được cái tình cảnh nông dân Pháp trước khi cách mạng nổ ra. Đó là người nông dân chịu một cổ hai tròng, bị áp bức bóc lột hết sức nặng nề. Trong khi đó nông nghiệp lạc hậu, ruộng đồng bỏ hoang, dẫn đến đời sống của người dân gặp vô vàn khó khăn. Cho nên chúng ta thấy rõ đây chính là sơ đồ ba đẳng, chế độ ba đẳng cấp ở nước Pháp trước năm 1789. Đẳng cấp thứ nhất đó là đẳng cấp tăng lữ. Đẳng cấp thứ hai là đẳng cấp quý tộc. Và đẳng cấp thứ ba đó chính là tứ sản, nông dân và bình dân thành thị. Như vậy hai đẳng cấp trên là hai đẳng cấp được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi của nhà nước phong kiến, nắm giữ những cái vị trí chính trị cao trong xã hội, nhưng họ không phải đóng thuế cho nhà nước. Ngược lại, họ lại được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi từ nhà nước phong kiến. Còn lại đẳng cấp thứ ba đó là tứ sản, nông dân và bình dân thành thị. Thì tầng lớp này họ phải thực hiện mọi nghĩa vụ phong kiến, tức là họ phải nộp thuế cho nhà nước và họ không có bất cứ cái quyền lợi chính trị nào trong xã hội. Như vậy trong ba cái đẳng cấp thứ ba này, tầng lớp tứ sản là tầng lớp
có quyền lực về kinh tế. Trong ba tầng lớp này thì tầng lớp tư sản là có quyền lực về kinh tế, nhưng mà các em nên nhớ là họ không có quyền lực về chính trị, bởi vì toàn bộ quyền lực về chính trị là tăng lữ và quý tộc đã nắm hết. Và đương nhiên trên tầng lớp tăng lữ quý tộc này là vua. Như vậy qua đây chúng ta thấy rõ giữa tăng lữ và quý tộc với đẳng cấp thứ ba mâu thuẫn một cách gay gắt. Và đẳng cấp thứ ba thì gồm nhiều tầng lớp là tư sản, nông dân, bình dân, thành thị. Bình dân thành thị tức là những người nào, tức là học sinh, sinh viên, những người buôn bán nhỏ, công chức, viên chức, vân vân, là những cái tầng lớp nghèo khổ vì không có ruộng đất, bị nhiều tầng áp bức bóc lột. Và tư sản là đứng đầu đẳng cấp thứ ba, có thế lực về kinh tế, song không có quyền lực về chính trị. Và cái đẳng cấp thứ ba này là nông dân chiếm tới 90% dân số, là khoảng 24 triệu người, nhưng mà đời sống của họ gặp vô vàn khó khăn. Cho nên chúng ta thấy rõ từ cái sơ đồ chế độ ba đẳng cấp này, chúng ta đã rút ra được tình hình xã hội của nước Pháp trước khi cách mạng nổ ra có nhiều mâu thuẫn, từ đó dẫn đến cách mạng tư sản nổ ra vào năm 1789. Và trước khi cách mạng tư sản nổ ra thì thời kỳ này một cái trào lưu triết học khai sáng Pháp thế kỷ 18 ra đời, đó chính là một giai đoạn phát triển quan trọng trong tiến trình phát triển của tư tưởng triết học Tây Âu và thế giới. Thì sơ đồ để chế độ ba đẳng cấp này các em hãy chép vào vở các em nhé. Triết học khai sáng Pháp thế kỷ 18 là giai đoạn phát triển quan trọng trong tiến trình phát triển triết học Tây Âu và thế giới. Và cô giới thiệu cho các em đây chính là cung điện Versailles, nơi ở của vua Louis XVI, người đứng đầu của nhà nước Pháp lúc bấy giờ, của chế độ quân chủ chiếm chế. Ta sang phần đấu tranh trên mặt trận tư tưởng với trào lưu triết học ánh sáng. Như lúc này cô nói, cô giới thiệu cho các em chân dung của ba nhà triết học ánh sáng, đó là Montesquieu, Voltaire và Rousseau. Các em hãy theo dõi ở sách giáo khoa trang 11 có hình 6, hình 7 và hình 8 chân dung của ba ông. Montesquieu, ông sinh năm 1689 và mất năm 1755. Ông là một trong những nhà sáng lập ra triết học khai sáng Pháp thế kỷ 18. Và ông sinh ra trong một gia đình quan chức cao cấp của nghị viện có tinh thần tiến bộ. Người thứ hai ở giữa như các em thấy đó là Voltaire. Voltaire, ông sinh năm 1694 và mất năm 1778. Voltaire là một nhà triết học, một nhà văn, đồng thời là một nhà soạn kịch nổi tiếng. Cùng với Montesquieu, ông là một trong những người sáng lập ra triết học khai sáng Pháp. Ông sinh ra trong một gia đình công chức ở Paris, thì ngay từ nhỏ ông đã đặc biệt say mê về những vấn đề văn học, kịch và triết học, với tinh thần bảo vệ trào lưu tự do tư tưởng đang thịnh hành trong thanh niên Pháp thời kỳ đó. Người thứ ba cô giới thiệu với các em đó là Rousseau. Ông sinh năm 1712 và mất năm 1778. Rousseau là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà biện chứng lỗi lạc của triết học khai sáng Pháp. Các tư tưởng của ông đã trở thành khẩu hiệu và phương châm hoạt động của giai cấp tư sản Pháp trong cách mạng từ năm 1789 đến năm 1794. Và ông sinh ra trong một gia đình thợ thủ công làm đồng hồ ở Genève, tức là Thụy Sĩ. Ông nội của ông là người Pháp, và trong thời kỳ đó thì từ năm 1770 ông sống ở Pháp cho đến khi mất. Thì đó là ba nhà triết học sáng lập ra triết học khai sáng Pháp thế kỷ 18 của giới thiệu cho các em, đó là Montesquieu, Voltaire và Rousseau. Bây giờ chúng ta xem thử ba ông này nói về vấn đề gì. Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Montesquieu, Voltaire và Rousseau. Chẳng hạn như cả em thấy là ông Montesquieu, ông nói rằng tự do về chính trị của công dân thể hiện ở chỗ công dân đó không phải lo sợ, ngược lại luôn cảm thấy an toàn,
để có tự do chính trị. Chính phủ phải được tổ chức để không một ai có thể đe dọa người khác. Về Voltaire, thì ông nói rằng hãy đập tan tòa nhà của sự dối trá và xẻo nát bọn đế tiền. Còn ông Rousseau, thì ông nói rằng mọi người sinh ra tự do, nhưng ở khắp nơi họ đều mang xiềng xích. Tự do là quyền tự nhiên của con người. Như vậy là dựa vào những cái đoạn trích ngắn thế này này, thì em hãy nêu một vài quan điểm chủ yếu trong tư tưởng của ba ông. Hãy nói cách khác là chúng ta xem thử trong những cái tư tưởng của cả ông này có điểm gì khác nhau, và đặc biệt điểm giống nhau của ba ông này đó là ở điểm gì. Như vậy có thể nói rằng cái điểm giống nhau của ba ông Montesquieu, Voltaire và Rousseau ở cái điểm đó là đều phê phán chế độ phong kiến, chuyên chế. Thứ hai nữa là cả ba ông đều nói về quyền tự do của con người và việc bảo đảm quyền tự do. Chẳng hạn như ông Montesquieu, ông nói rằng đó là để có tự do chính trị, chính phủ phải được tổ chức để không một ai có thể đe dọa người khác. Hoặc là ông Voltaire nói rằng là đập tan tòa nhà của sự dối trá, còn tòa nhà sự dối trá này đó chính là nhà nước quân chủ chuyên chế độc quyền, và xẻo nát bọn đế tiền, tức là bọn tăng lữ và quý tộc ra sức bóc lột nhân dân. Còn chẳng hạn như là Rousseau thì ông nói là mọi người sinh ra tự do ở khắp nơi, nhưng họ đều mang xiềng xích, có nghĩa là họ sinh ra là tự do, và tự do là quyền tự nhiên của con người. Cho nên chúng ta thấy rõ là cả ba ông này đều nói về quyền tự do của con người và việc bảo đảm quyền tự do cho họ. Và một cái điểm lưu ý ở đây chúng ta thấy đó là Voltaire thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị, thể hiện ở sự dối trá. Đây, sự dối trá, tức là nó nói nhà nước quân chủ chuyên chế, và tăng lữ, tức là bọn đế tiền. Bởi vì qua cái bức tranh ở hình năm thì các em thấy là tình cảnh nông dân Pháp chịu một cổ hái trồng, họ vừa bị áp bức bóc lột, vừa bị tăng lữ bóc lột, họ vừa bị quý tộc đặng bóc lột, rồi cuộc sống của họ khổ cực. Cho nên cái thể hiện của Voltaire rõ nhất trong việc đánh đổ bọn phong kiến thống trị đó chính là quý tộc và tăng lữ, thì đó chính là cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng trong thời kỳ này. Có thể nói là chế độ quân chủ chuyên chế đã bị tố cáo phê phán gay gắt trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, và tiêu biểu cho cuộc đấu tranh này là những nhà tư tưởng kiệt xuất của giai cấp tư sản trong trào lưu triết học ánh sáng, như là Sartre, Montesquieu, Voltaire và Jean-Jacques Rousseau. Và có thể nói rằng những cái tư tưởng của trào lưu triết học ở Pháp thế kỷ 18 đã góp phần làm cho cuộc cách mạng tư sản Pháp bùng nổ vào năm 1789. Và trước khi cuộc cách mạng tư sản Pháp bùng nổ thì chế độ quân chủ chuyên chế bước vào giai đoạn khủng hoảng, và một cuộc cách mạng Pháp đã diễn ra từ năm 1789 đến năm 1794. Thì đó là những cái nội dung mà cô đã trình bày cho các em về phần 1 là mạ nước Pháp trước cách mạng. Các em lưu ý cho cô ba nội dung. Nội dung thứ nhất đó là tình hình kinh tế. Nội dung thứ hai đó là tình hình chính trị xã hội. Và nội dung thứ ba là đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Đó là ba phần mà các em lưu ý cho cô. Ở phần tình hình kinh tế thì chúng ta lưu ý là nông nghiệp như thế nào, công nghiệp như thế nào, và nhà nước phong kiến đã có chính sách ra sao. Về chính trị và xã hội thì các em lưu ý về chính trị, nước Pháp vẫn là nước quân chủ chuyên chế, vua nắm mọi quyền hành. Còn xã hội thì phân chia thành ba đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba, và nói rõ về đặc điểm của các đẳng cấp này. Và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng thì các em lưu ý cho cô ba nhà triết học ánh sáng, đó chính là Montesquieu, Voltaire và Rousseau. Phần này các em ghi vào vở cho cô nội dung ba nhỏ. Montesquieu, Voltaire, Rousseau đã ủng hộ tư tưởng tiến bộ của giai cấp tư sản, tố cáo lên án chế độ quân chủ chuyên chế của Louis XVI.
và cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng đã thúc đẩy cách mạng Pháp bùng nổ vào năm 1789. Như vậy qua đây, cô có một số những cái dặn dò đối với các em. Thứ nhất, đó là các em ghi chép bài đầy đủ vào vở học và ôn tập các nội dung bài học mà cô và các em đã tìm hiểu. Và thứ hai, đó là các em tìm hiểu tiếp bài 2, những phần tiếp theo, tức là chúng ta còn phần 2 La Mã và 3 La Mã, cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18. Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em.